Chào các bạn đến với channel VN Computer Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để chèn văn bản vào video nha các bạn Thì ở đây ví dụ như tôi có một cái video như thế này ha Ở đây nè các bạn cái video này mình đã chèn cái chữ sinh nhật vào video rồi ha Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nha thì để chèn văn bản vào video thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái phần mềm CapCut nha các bạn. ở phần mềm này đây. Nếu như bạn nào chưa có thì có thể là vào CH like để mình cài cái ứng dụng CapCut ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở CapCut lên nha các bạn. Ngay đầu tiên thì các bạn nhấn vào cái chỗ là thêm dự án mới ha. Mình sẽ chọn một cái đoạn video mà mình cần chèn văn bản nha các bạn. Ví dụ như mình sẽ chọn một đoạn video này ha rồi các bạn nhấn vào nút thêm rồi như thế là đoạn video của chúng ta đã được thêm vào cáp này nha các bạn thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ chèn văn bản đây thì các bạn nhìn ở bên dưới này à, có cái chữ t văn bản thì mình sẽ nhấn vào đây nha rồi tiếp tục thì các bạn tiếp tục thì các bạn nhấn vào chỗ là thêm chữ nha rồi ở đây mình sẽ nhập cái văn bản mà mình cần chèn các bạn thì ví dụ như là happy birthday rồi rồi xong rồi thì các bạn nhấn vào dấu check ha dấu check ở đây rồi bây giờ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ định dạng cho cái chữ này cho nó nổi bật cho nó đẹp lên hết các bạn rồi ví dụ như chúng ta chưa có chọn văn bản như thế này thì chúng ta sẽ nhấn vào đây chọn nha đó như thế là đã chọn văn bản rồi À, tiếp theo nữa thì các bạn nhấn vào chỗ này đây các bạn kéo qua chút xíu nha nhấn vào cái chỗ là phong cách nè có hai chữ a nè các bạn a, a phong cách đó nhấn vào cái ha trong đây thì cho phép các bạn chọn phong chữ nha thì hiện tại thì đang chọn phong chữ là hệ thống ha rồi các bạn có thể là chọn phong chữ như diễn viên nè hay là ngọt ngào à. ví dụ như mình sẽ chọn phong chữ là diễn viên ha rồi để chọn màu chữ, ví dụ như là nền hay là viền rồi đó, thì các bạn nhấn vào chỗ phong cách ha, phong cách, rồi ở đây nó có nhiều lựa chọn, chúng ta chọn nè, à, ví dụ như đây nè các bạn, à. thì các bạn nhìn ở phía trên này, đây, ví dụ như chữ màu vàng ha, ở đây ví dụ như mình sẽ chữ chữ màu trắng đây, chữ màu trắng nhưng mà cái cái viền của nó cái biên á là nó màu hồng ha các bạn, rồi mình sẽ nhấn vào cái dấu check ha để mình chấp nhận. đây như vậy là mình đã chọn được cái màu chữ rồi các bạn. rồi bây giờ mình sẽ thu nhỏ ha, thu nhỏ lại hoặc là phóng to ra bằng cách là các bạn giữ vào cái nút này ha, nhấn giữ vào cái nút này nè, rồi các bạn kéo ra, kéo ra thì nó sẽ to lên, rồi thu lại nè, đẩy vô thì nó sẽ thu lại. rồi mình có thể xoay các bạn, xoay chữ nè. ha, mình nhấn vô mình giữ rồi mình xoay dạ yeah. xoay như thế này rồi mình thả tay ra thì ở đây các bạn thấy là cái video của mình là có là 12 giây tuy nhiên thì cái chữ này nó có khoảng 3 giây thôi nha các bạn nếu như các bạn muốn phủ hết video á thì các bạn cần phải kéo ra các bạn chọn chữ một cái rồi các bạn kéo ra như thế này nè kéo cho nó hết video Đấy. ok rồi. như vậy là nó đã phủ hết video của ta nè từ đầu cho đến dây thứ 10 từ dây uh, đầu tiên cho đến dây thứ 10 luôn các bạn Đó. nó phủ hết rồi uh, sau khi mình uh, uh, điều chỉnh xong rồi á uh, thì bắt đầu mình sẽ xuất ra mình sẽ nhấn vào cái dấu mũi tên góc trên bên phải nè rồi xuất ra thì uh, do video này uh, tôi làm demo cho đó thì uh, có khoảng uh, thời lượng khoảng 10 giây các bạn thì sức cũng khá là nhanh ha rồi xong đó các bạn bây giờ mình sẽ thoát cấp cách ra nha rồi vô cái mục là tệp của tôi rồi à, vô cái mục video đây, đây là video đầu tiên nè nlv 02023 gì đó đó đầu tiên luôn nè mở lên đó thì các bạn thấy mình đã chèn được cái văn bản vào trong video như thế này ha thì tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để chèn văn bản vào video nha à, chúc các bạn thực hiện thành công nếu như các bạn thấy hay á thì subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nha. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.